Alo, chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tham gia một kèo số khá là ngon nhé. Kèo này là kèo của sàn tiêu số, làm về sàn nhé. Thì cái một số thông tin về tổng thấp cần này, số tôi còn tên là tôi số gốc nhé, ký hiệu là tôi số gốc. Và đã được xác minh quan trắc đầy đủ nhé, và đã có 1518 ví holder rồi. Thì sau đây mình xin hướng dẫn qua về cái sơ lược, một số cái thông tin về cái website nhé của họ. Thì đây là những cái đối tác của họ đã liên kết nhé. Rồi. Đây là cái đội dev của họ này, và cái wrap của họ đây, các bạn phải dành những bạn có thể vào đây đọc nhé. Thì vào đây đọc thì khá là đầy đủ thôi. Thứ một này, xây dựng để đội ngũ và cơ sở tầng này, chính thức ra mắt ra mã thông báo này, chính thức ra mắt trong web tôi dùng web này. Đó. Chương trình Android này, lãi suất 10% trên Pink Fantasy và 10% trên TuneSwap này. Sau đó họ bot bot 10% này. Đấy, các bạn rảnh các bạn có thể vào đây đặt để nghiên cứu về thông tin nhé. Rồi, thì ở đây các bạn có thể lấy cái link giới thiệu để đi tuyển rep nhé. Bạn nhận được 10% phí hoa hồng. Ngoài ra mình thấy một đặc điểm khá hay của cái web này là cái chương trình marketing của họ nhé. Rồi, ở đây bạn làm một video hướng dẫn, bạn có thể nhận từ 20 đến 100 đô về trong ví trong 48 giờ. Và yêu cầu của họ đây, kênh từ 1.000 sắp đến 5.000 sắp thì bạn sẽ nhận được 20 đô. 5.000 sắp đến 10.000 sắp bạn sẽ nhận được 40 đô. Trên 10.000 bạn sẽ nhận được 80 đến 100 đô. Đấy, sau đó các bạn là làm video, các bạn là dẫn video lên đây thì họ xác nhận, họ sẽ gửi ví của các bạn là số USD nhé. Đây các bạn để lưu ý đây, họ sẽ chỉ chấp nhận thanh toán USDT cho video đầu tiên trên kênh YouTube, tức là từ video thứ hai thì bạn chỉ nhận được đồng tiền swap thôi, mà bạn sẽ không thể để nhận được đồng USDT nữa đó. Rồi, nếu các bạn muốn tham gia nào đó thì các bạn vào đây, để tham gia nhé. Rồi, đây là một số cái kênh truyền thông xã hội của họ, kênh Telegram này, đó. Kênh group này, các bạn có thể vào đây để ấy nhé, tham gia nhé. Đây kênh Twitter của họ đây. Rồi. Đó, khá là cái rất này làm ăn khá là tổng hòa đấy. Rồi, ngoài ra các bạn nếu mà các bạn muốn kiếm đồng miễn phí đồng tôi xuống thì các bạn có thể vào đây, bạn nhấp vào đây nhé. Đây, bạn sẽ mở ra cái trang on to club tôi bốc cờ đây, thì các bạn có thể vào đây để đăng ký một tài khoản, sau đó các bạn vào phần đây xe on của creator thì các bạn là share cái những cái bài viết của họ lên đây trên mạng và các bạn sẽ kiếm được nhé. Đó. Đó, các bạn share lên. Đó. Rồi. Rồi. Thì hàng ngày thì các bạn có thể vào đây để kiếm miễn phí nhé, các bạn nhấp claim. Rồi đây, mình đã nhận được 102 đồng TCWAP nhé. Rồi sau đây các bạn nào ngoài ra là các bạn muốn tham gia được audio thì các bạn vào đây, các bạn mua nhé. Đây có 4 vòng để các bạn tham gia. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn mua. Thì ở đây mình sẽ mua đồng
phần trồng BLB nhé. Một cái mình thấy kèo này khá tiềm năng nên mình sẽ quyết định đầu tư. Như trước kia mình cũng đầu tư khá nhiều đồng như đồng MUC, đồng Metamux này, còn có rất nhiều ví chứa trong đồng MUC và Metamux, Galaxy đầy đủ cả. Thì mình hy vọng là đến cuối năm nay sẽ đạt được thành quả nhé. Rồi sau đây mình sẽ mua với 1,5 BLB nhé. Và mình sẽ nhận được 11 tỷ nhé. Rồi sẽ mua này, các bạn nhấp vào mua này, nhấp vào OK này, nó hiển thị ra bảng kết nối với ví. Các bạn nhấp xác nhận nhé. Rồi mình đã nhận được 1 tỷ, hơn 1 tỷ đồng Tesla nhé. Thì cái sau khi bạn mua thì nó sẽ nằm ở trên ví của sàn nhé. Còn các bạn muốn rút thì các bạn lưu ý là muốn rút thì sau khi kết thúc vòng IDO của họ đây thì mình mới được mở, họ sẽ có chức năng mở khóa, khóa cần các bạn vào cái wallet này. Đó, các bạn chọn đồng token Tesla. Bây giờ nó chưa cho rút lý do là chưa kết thúc airdrop nhé. Rồi thì video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy thường xuyên xem kênh YouTube của mình và tham gia những cái chương trình airdrop uy tín nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để claim airdrop nhận được đồng token. Thì tránh trường hợp mình làm quá nhiều video lặp đi lặp lại nó mất nhiều thời gian, thì sau đây mình xin hướng dẫn các bạn một cách để claim một cách nhanh nhất, gọn lẹ nhất nhá. Thì đầu tiên thì các bạn có thể đây, sau khi đã vào được cái video của mình hiện lên cái kênh của bạn, các bạn đều vào xem đấy, thì các bạn sẽ làm như này nhá. Các bạn kéo xuống phần bên dưới này của phần mô tả đấy, các bạn nhấp vào phần link lấy thông tin thì nó sẽ nhảy sang cái website claimairdrop.net, và các bạn nhấp vào có nút copy contract này. Sau đó sẽ các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn nhé. Đây, các bạn thêm để thêm cái contract này vào nhé. Cụ thể đây, rồi thêm cái địa chỉ của contract này vào đây. Rồi đó, sau đó các bạn nhấp nút nhận token. Các bạn claim thôi, các bạn cứ tìm nút claim hoặc các bạn claim thôi nhé. Đó, tiếp theo nhấp kết nối, hiển thị bảng quy ra, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Đó, ok. Đấy, tương tự những cái dự án khác, các bạn cứ copy contract này, các bạn quay vào ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn này, các bạn dán địa chỉ token này vào này. Rồi sau đó các bạn lại làm cái tiếp theo, copy contract này, quay sang ví của các bạn này, các bạn dán vào. Rồi nhấp add token và nhấp input token. Rồi đấy, sau khi đã thêm được và một vài cái địa chỉ token vào ví thì bạn quay trở lại website claimairdrop.net, nhấp vào nút nhận token này, nhấp quay trở lại này, nhấp vào nút nhận token này. Đấy, nó mở ra web thì các bạn cứ thế mà các bạn claim thôi, để nó đơn giản nhất nhé. Đấy, thì hình thức claim trên mạng Binance Smart Chain nó đều giống nhau cả. Đó, khi ra của mình sẽ phép rồi, nên là nó sẽ bảo hiện báo lỗi. Đấy, các bạn cứ tìm cái nút claim, các bạn claim thôi, nhấp tiếp theo, nhấp kết nối nhé. Đó, rồi thì các bạn lưu ý giúp mình cột bên cánh tay phải đây là những dự án drop đặc biệt sắp kết thúc vào những ngày gần nhất, các bạn già lại bằng cách là copy contract, quay sang ví của các bạn dán vào một đoạn và
nhấp nút nhận token. Nếu những dự án nào các bạn chưa tham gia thì cố gắng hãy tham gia nhé. Thì video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.